mà nghe cái tên của Tường Vi là Lâm bây giờ nó là với giác quan sáu của em thì em khẳng định Tường Vi hát rất hay. Trời ơi, thiệt cái này khó lắm, em không muốn phụ lòng dạ đâu. Mà thôi bây giờ hát nha. Nếu thích em thì anh hãy nói qua ai ni, lòng này đang trong tim lòng. Em khẳng định Tường Vi hát rất hay, rất hay. Chỉ là mặt hơi ốm luôn á. Cỡ anh không em, cỡ anh không? Ốm hơn anh một chút luôn. Hơn anh chút. Ý là anh mất quá đó. Anh mất quá đó. Anh mặt quá anh. Anh nói là tướng vẫn rất là ngon lành, có nghĩa là tướng vẫn không có bị mất kiểu mở mở như anh Vinh á. Mở mở như anh Vinh á. Mở mở như anh Vinh á. Nóng bỏng quá, nó lắm giờ làm như sau khi phần trình diễn này em cảm thấy người em nó rừng rực, nó hừng hực. Xin mời từ khóa thứ hai. Trời ơi, tôi cảm thấy rất thú vị với chàng trai này. Ai ai mời cái ông này tới đây, ông mê hoặc cái gì ở đây? Tôi cảm thấy rất là thích thú. Buông ra. Anh Đạt, thông cảm nha anh Đạt.